Xin kính chào quý vị và các bạn, đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là thời điểm bắt đầu mùa lễ hội ở nhiều nơi nhiều di tích, việc đốt nhang diễn ra thường xuyên và nhiều hơn ngày thường. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa tâm linh đối với người dân Việt. Nhiều người cũng cho rằng đốt nhang mang lại mùi thơm dễ chịu, nhẹ nhàng, giúp thư giãn hiệu quả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y khoa, việc đốt nhang cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với sức khỏe gây độc cho tế bào. Khi hương cháy nó tạo ra rất nhiều chất gây ô nhiễm trong không khí và các chất hóa học có hại. Nổi bật trong số này là chất dạng hạt có độc tính cao đối với tế bào. Nó có thể thay đổi các gen di truyền như DNA, cuối cùng dẫn đến đột biến. Những đột biến này phần lớn chịu trách nhiệm cho sự phát triển các loại ung thư. <laughs> ảnh hưởng đến đường hô hấp, rất nhiều người bị ho hoặc khắt hơi khi đốt nhang. Điều này là do khói nhang chứa rất nhiều chất kích thích hô hấp gây khó chịu. Một số loại nhang được chứng minh là độc hại tới phổi hơn khói thuốc lá do các chất dạng hạt cao hơn. Khói hương cũng đi sâu vào trong đường thở vì các hạt trong nó nhỏ hơn khói thuốc lá. Gây ung thư phổi. Nhiều chất gây ô nhiễm trong không khí được tạo ra khi đốt nhang là gây ung thư. Những chất ô nhiễm này có xu hướng gây kích ứng trong phổi và cũng ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung. Nghiên cứu cho rằng, tiếp xúc nhiều với chúng trong thời gian dài có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư phổi, đặc biệt nếu bạn hút thuốc. Tăng triệu chứng hen suyễn, đốt nhang tạo ra các chất gây ô nhiễm và các chất kích thích là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh hen suyễn. Càng tiếp xúc với các chất này, các triệu chứng hen suyễn như thở khò khè, ho càng nặng hơn do viêm tế bào phổi. gây viêm da tiếp xúc nếu bạn dị ứng với các chất ô nhiễm và chất kích thích trong không khí rất có thể việc đốt nhang sẽ ảnh hưởng đến bạn khi nhang cháy các chất dạng hạt và chất gây dị ứng khác được giải phóng tương tác với da và hòa tan trong bã nhờn chất nhờn do da tiết ra để bôi trơn điều này sẽ dẫn đến dị ứng da hoặc viêm da tiếp xúc ngoài ra các chất gây dị ứng được giải phóng cũng làm tăng nồng độ immunoglobulin e trong máu kháng thể do cơ thể tạo ra để tương tác với chất gây dị ứng, cũng là một chỉ số của viêm da tiếp xúc. Gây ra các vấn đề về thần kinh, các nghiên cứu cho thấy đốt nhang trong nhà làm tăng đáng kể nồng độ carbon monoxide, tiếp xúc nhiều với nhang có thể gây ra các vấn đề về thần kinh. Điều này có nghĩa là nó sẽ dẫn đến mất trí nhớ và suy giảm khả năng học tập, gây đau đầu, một tác hại của khói nhang mà rất nhiều người gặp phải là bị nhức đầu. Đi hu nhà nghiên cứu kiêm phó giáo sư y khoa tại Trung tâm Y tế tại Đại học Vanderbilt, Nasvin cho biết, ngay cả khi tiếp xúc với nồng độ CO thấp, bạn cũng có thể gặp phải tình trạng đau đầu, buồn nôn, chóng mặt. Nếu đóng kín cửa, lượng khí này sẽ mãi luẩn quẩn trong phòng và khiến bạn gặp nhiều vấn đề sức khỏe. <laughs> ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch Một nghiên cứu phát hiện những người đốt nhang trong nhà hàng ngày trong hơn 20 năm có nguy cơ tử vong vì các vấn đề tim mạch cao hơn 12%, họ cũng có nhiều khả năng bị đột quỵ cao hơn 19% và mắc bệnh tim mạch vành hơn 10%. <laughs> ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh, hít khói nhang có khả năng gây nguy hiểm cho sức khỏe của em bé. Nghiên cứu cho thấy khả năng trẻ em mắc bệnh bạch cầu cao nếu mẹ của chúng thường xuyên thắp nhang trong khi mang thai. Nguy cơ đột biến gen là một trong những nguyên nhân gây ra điều này. rủi ro khi sử dụng các loại nhang khác nhau. Nhang hương xả, mặc dù thường được khuyên dùng làm thuốc đuổi muỗi, loại nhang hương xả cũng không nên sử dụng quá mức, nguyên nhân là chúng có lượng chất dạng hạt cao nhất, góp phần gây rối loạn hô hấp. Nhang trầm hương, trầm hương chứa gỗ đàn hương cũng có hại như những loại nhang thông thường. Chúng chứa các chất gây tổn thương tế bào, gây đột biến gen. Theo các chuyên gia y tế, khi thắp hương cần mở cửa thoáng để khói không bị tụ lại một chỗ, không nên đốt hương gần chỗ có người ngủ nghỉ người già, trẻ nhỏ, người có các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, điên tránh những chỗ đốt hương và tụ tập đông người. Quý vị và các bạn thân mến, 6 chế độ ăn kiêng tốt nhất được khuyên dùng trong năm 2019 là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.